Tôi cho rằng là nhiều khả năng Olympic Việt Nam vẫn sẽ gặp Ba Lan với sơ đồ chiến thuật là 3-4-3. Trong cầu môn vẫn là thủ môn Bùi Tiến Dũng. Các trung vệ gồm có Đình Trọng, Duy Mạnh, Tiến Dũng, hai biên là Văn Thanh, Văn Hậu. Ở giữa sân thì có thể ông Hàng Sô sẽ dùng bộ đôi Xuân Trường và Quang Hải. Xuân Trường trở lại và cùng với Quang Hải để tạo thành một bộ đôi trung tâm rất là công, rất là thiên về tấn công. Có thể là bộ ba trên hàng công sẽ là Anh Đức, kiểu gì phải có rồi, đá cắm và là cầu thủ rất là kinh nghiệm, vẫn chơi tốt. Văn Quyết cũng sẽ có. Cái vị trí còn lại thì tôi hơi băn khoăn là ông ấy dùng Phan Văn Đức hay là dùng Công Phượng. Đấy thì tùy theo tình huống, tùy theo thời điểm vào trận là ông ấy dùng ai giữa Văn Đức và Công Phượng. Với Ba Lan thì tôi cho rằng chúng ta có thể vượt qua được nếu mà chúng ta đá đúng khả năng và có những tính toán phù hợp, vừa có thể thắng đẹp và vừa có thể giữ sức được. Thực tế là một số cầu thủ đã từng đá trong đội U19 ở giải châu Á cách đây 2 năm, chúng ta đã thắng Ba Lan rồi và khi đó thì người ghi bàn là Trần Thành. Trận đấu này thì cầu thủ Việt Nam theo tôi nên nhập cuộc theo cái cách mà chúng ta đá với Nhật Bản trận cuối vòng bảng ấy, tức là chủ động pressing dâng cao. Đây là cái cách chơi mà Olympic Việt Nam hiện nay là cũng đã tỏ ra nhuần nhuyễn. Lối chơi của Olympic Việt Nam ngày càng đa dạng, biến hóa, cái sự thích nghi rất là tốt. Trước đây thì chỉ có thể đá theo kiểu là phòng ngự chủ động, phòng ngự phản công, nhưng bây giờ có thể đá rất là tốt. Cụ thể khi gặp Nhật Bản thì đội bóng mạnh như thế mà chúng ta vẫn có thể đá theo cái cách là pressing dâng cao chủ động, trình độ rất là cao thì mới chơi được như vậy. Tôi tự tin vào thắng lợi và có thể là chúng ta thậm chí thắng hai bàn cách biệt với một phong cách chơi chúng ta chủ động dâng cao từ đầu, sau đó có vốn rồi thì có thể sẽ đá chấp và đá các kiểu lai ra, phát huy khả năng cầm bóng và kỹ thuật. Thì về cơ bản tôi vẫn nghĩ là sơ đồ chiến thuật 3-4-3 chúng ta sẽ có một trận thắng đẹp mắt và thuyết phục trước đối thủ Ba Lan, một cái đội bóng mà chúng ta cũng không ngán ngại gì khi gặp ngay ở đây.